6 kiểu đàn ông, phụ nữ tuyệt đối không nên lấy làm chồng. Quý vị thân mến, kiểu đàn ông giỏi đâm sau lưng, ngân vay mượn người khác, không thích lắng nghe, thì bạn nên tránh xa ngay nếu muốn có một cuộc hôn nhân bình yên. Những loại đàn ông dưới đây, bạn nên tránh xa ngay nếu muốn có một cuộc hôn nhân yên bình. Kiểu thứ nhất, ghét tất cả mọi người. Những người đàn ông luôn cao giọng chỉ trích, ghét mọi người xung quanh và lúc nào cũng tỏ thái độ tiêu cực với mọi chuyện là mẫu người bạn không nên tiếc. Những người như vậy chắc chắn sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì khiến bạn vui vẻ hay cảm thấy tích cực. Kiểu thứ hai, luôn vay mượn người khác. Những người này thích kiểu sống ký sinh, họ sẵn sàng mượn mọi thứ mà không cảm thấy xấu hổ. Họ cũng không có khái niệm tri ân hay làm điều tương tự với những người đã giúp đỡ mình. Họ bao bao giữ lấy những thứ mình có, không thích chia sẻ và luôn giả nghèo giả khổ đi vay mượn từ bạn bè, người thân. Và bạn hoàn toàn có thể bị anh ta lợi dụng bất cứ lúc nào. Kiểu thứ ba, thích vạch lá tìm sâu. Một người rất giỏi tìm lỗi của người khác ngoại trừ chính mình sẽ không thể khiến bạn vui vẻ hàng ngày được. Anh ta không có thời gian chăm sóc, chiều chuộng bạn. Vì những giây phút quý báu, anh ta dùng để xăm soi, chê trách, tìm điểm xấu của người khác. Kiểu thứ tư, giỏi đâm sau lưng. Ở bên cạnh bạn, lúc nào anh ta cũng ngọt ngào, nhẹ nhàng. Nhưng khi không có bạn, anh ta luôn nói không hay về bạn, thậm chí lén lút hẹn hò với người khác. Một người như vậy sẽ biến thế giới quanh bạn trở nên nặng nề, đầy những lời dối trá. Cuộc sống hôn nhân sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Kiểu thứ năm, không thích lắng nghe. Anh ta đang sống rất ích kỷ, lúc nào cũng bắt mọi người nghe mình, nhưng bản thân lại không làm được điều đó. Và chính vì không nghe bạn, nên anh ta mãi mãi không bao giờ hiểu bạn. Bạn có thể sống cả đời với một người chỉ biết ra lệnh, nhất nhất theo ý của mình hay không. Kiểu thứ sáu, thích so sánh. Cảm giác bị so sánh với ai đó, nhất là với tình cũ của người yêu, chắc chắn không phải là cảm giác dễ chịu gì. Điều đó lặp đi lặp lại, bạn sẽ thấy mình bị coi thường và không được tôn trọng. Lý do khiến chồng nói những điều làm tổn thương vợ và 5 cách để tha thứ cho chồng. Con người nói lời cay đắng. Con người nói lời cay đắng với nhau đã từ rất xa xưa. Quý vị thân mến, khi yêu nhau, chồng bạn là một người lãng mạn, chiều chuộng và hết lòng vì người yêu. Nhưng thành thật mà nói, khi về chung một nhà, có nhiều điều khiến chồng không thể là một hoàng tử bạch mã, chiều chuộng công chúa vợ mãi mãi được. Đôi khi, chồng có nói vài điều làm bạn buồn, nhưng không phải vì thế mà cho rằng anh ấy là một người chồng tồi. Anh ấy cũng là con người, mà là người thì đôi khi không thể kiềm chế được sự bực bội, tức giận nhất thời. Chuyện con người nói với nhau những lời đau đớn không phải là giờ mới có. Từ khi thế giới được hình thành, nó vẫn luôn tiếp nối, chỉ là cách thể hiện khác nhau mà thôi. Tại sao chồng nỡ nói những lời làm tổn thương vợ? Hai vợ chồng cưới nhau không có nghĩa rằng họ hòa hợp về mọi thứ và có thể nói lời mật ngọt cả ngày mà không có bất kỳ mâu thuẫn nào. Sự khác nhau về suy nghĩ, quan điểm cũng là điều có thể dẫn đến những tranh luận, xung đột giữa hai người. Trong lúc vợ chồng mâu thuẫn, chồng có nói vài lời khiến bạn buồn thì cũng là điều khó tránh khỏi. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc chồng nói những điều không hay với vợ. Ví dụ, như chồng có thể là cảm thấy bất an và lấy lời nói làm bình phong cho mình. Những nghiên cứu cũng cho thấy rằng những lời nói đó được thốt ra từ những kẻ si tình. Đôi khi chồng yêu và ghen tuông thái quá dẫn đến những lời nói cay nghiệt đó. Vậy làm sao để tha thứ cho chồng khi anh ấy nói những lời làm tổn thương? Sau khi chồng nói những lời cay đắng, bạn nên làm gì đó để quên đi những lời nói đó. Hãy chấp nhận những cảm xúc của bạn. Sau khi nói chuyện với chồng, dù những lời nói của anh ấy có chủ tâm hay không,
bạn cũng nên chấp nhận những cảm xúc của mình là thật. Bình tĩnh và làm một số việc khác. Bạn có thể viết nhật ký, tụ tập với bạn bè, làm cho mình bận rộn hơn để đỡ nghĩ ngợi về những điều chồng nói. Phân tích vấn đề. Sau khi bạn đã nguôi ngoai, hãy bình tĩnh phân tích vấn đề. Hãy nghĩ xem tại sao chồng lại nói những điều như vậy với mình. Mình có điểm gì sai hay không? Điều đó có thường xuyên xảy ra hay không? Nếu thỉnh thoảng cãi nhau, giận hờn nhau mà nói vài lời làm bạn buồn thì có thể tha thứ. Nhưng nếu chồng hung hăng, không những dùng lời lẽ cay độc để nói bạn mà còn thượng càng chân, hạ càng tay, thì phải xem xét lại về mối quan hệ của cả hai. Nhất là khi anh ấy thường xuyên có những hành động đó. Tập trung vào mặt tích cực của cuộc hôn nhân. Thay vì chìm đắm vào việc phán xét chồng, bạn có thể tập trung vào những điều tích cực từ anh ấy. Hãy nhớ lại cả hai đã phải vất vả thế nào mới lấy được nhau. Anh ấy đã chăm sóc mình như thế nào và đối xử ra sao với con cái, cả bố mẹ hai bên. Cải thiện mối quan hệ bằng cách giao tiếp với nhau thường xuyên hơn. Khi bạn đã thật sự tha thứ cho anh ấy, hãy học cách giao tiếp, nói chuyện với nhau để tránh những xung đột không đáng có. Bạn hoàn toàn có thể học trên Internet, báo đài và từ những người thân, bạn bè của bạn. 8 điều vợ đừng quá kỳ vọng ở chồng, kẻo tình cảm vợ chồng trở nên lạnh nhạt. Điều thứ nhất, hỏi anh ấy, lựa chọn giữa vợ và mẹ. Dù mẹ chồng và nàng dâu có chuyện gì đi nữa, thì bạn cũng không nên để chồng vào tình thế khó xử. Đó là lựa chọn vợ hay là mẹ. Hỏi anh ấy vào tình thế chọn vợ hay mẹ, chẳng khác nào đẩy một cái hàng rào chắn giữa hai vợ chồng. Đó chỉ khiến gây thêm áp lực cho chồng, khiến tình cảm vợ chồng lạnh nhạt và làm trầm trọng thêm mà thôi. Nếu có mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu, các bà vợ nên bình tĩnh và nói chuyện riêng với chồng. Thay vì hét trước mặt mẹ chồng rằng, anh chọn tôi hay chọn mẹ anh. Tác giả của cuốn 11 sai lầm khi hẹn hò bạn có thể mắc phải, ông David cho rằng phụ nữ và nam giới có mục đích khác nhau khi giao tiếp. Đàn ông thích nhận diện vấn đề và giải quyết nó, còn phụ nữ thì bộc lộ cảm nghĩ, cảm xúc của mình nhiều hơn. Vì thế, sau khi kết hôn, phụ nữ thường hy vọng chồng sẽ đọc được suy nghĩ của mình, cảm xúc của mình, có thể ngồi hàng giờ để lắng nghe những giải bày tâm sự. Nhưng thật ra, khi bắt đàn ông im lặng hàng tiếng đồng hồ sẽ khiến anh ấy cảm thấy vô vị và nản lòng. Điều thứ ba, hy vọng chồng không bao giờ nhìn ngắm đến những cô gái khác. Bạn thích ngắm những anh chàng đẹp trai, sáu múi, lại mê mẩn phim Hàn Quốc sớt mướt với những anh chàng soái ca nào đó. Vậy thì, việc kỳ vọng chồng không thích một người phụ nữ khác liệu có quá đáng không? Chuyên gia ở Mỹ cho rằng, việc nhìn ngắm cái đẹp là điều tự nhiên và chỉ nhìn thôi thì cũng không ảnh hưởng gì cả. Cho nên, bạn cũng đừng quá lo lắng khi chồng thích nhìn một cô nàng nóng bỏng nào đó trên TV, báo chí hay trên điện thoại. Điều thứ tư, hy vọng chồng từ bỏ sở thích. Có thể đam mê của chồng là một phần khiến bạn bị thu hút bởi anh ấy lúc yêu. Ví dụ, chồng bạn thích đá bóng, thể thao, thi đàn hát. Vậy thì đừng mong rằng anh ấy sẽ từ bỏ. Việc anh ấy dành thời gian cho đam mê, sở thích của mình không có nghĩa là anh ấy phớt lờ vợ con. Hãy để cho anh ấy cân bằng giữa không gian riêng và không gian dành cho gia đình. Điều tiếp theo, kỳ vọng anh ấy sẽ là người khác. Sau khi cưới nhau đã lâu, bạn quay ra tự hỏi, tại sao mình lại quyết định lấy một người đàn ông như thế này nhỉ? Giờ lúc đó bạn ước gì, giá như anh ấy thế này, anh ấy thế kia. Ví dụ, như anh ấy có tính lề mề, ăn uống thong thả, làm gì cũng chậm chạp đến mức vợ phát cáu. Đã chục năm rồi cũng không sửa được, thì bạn cũng không nên kỳ vọng anh ấy sẽ sửa đổi. Bởi vì muốn chồng thay đổi thành một con người khác, có khi bạn lại không còn yêu anh ấy nữa. Điều tiếp theo,
mong chồng đừng tụ tập với bạn bè. Có thể là vì có một số bạn bè đối xử không tốt hay rủ rê chồng bạn nhậu nhẹt khiến bạn không ưa. Tuy nhiên, nếu hy vọng chồng bỏ bạn thì chắc chắn là rất khó. Nó thậm chí còn dẫn đến tình cảm vợ chồng lạnh nhạt. Bởi vì đàn ông cũng cần có bạn bè để tám những chuyện trên trời dưới đất như các bà vợ vẫn thường làm với nhau vậy. Điều thứ 7, kỳ vọng anh ấy sẽ nhớ hết mọi kỷ niệm của hai vợ chồng. Trong khi phụ nữ có thể nhớ như in lần đầu gặp nhau như thế nào, anh ấy cầu hôn ra sao, sinh nhật anh ấy tặng gì, thì đàn ông dường như không nhớ gì hết. Đó là vì não bộ của phụ nữ có khả năng nhớ những ký ức tình cảm lâu hơn đàn ông. Hãy giúp anh ấy nhớ ngày sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới bằng cách đánh dấu vào lịch, chứ đừng kỳ vọng chồng rằng anh ấy sẽ nhớ hết được những mọi thứ về mọi ký ức của hai người. Vì sau khi kết hôn, anh ấy còn nhiều thứ khác phải lo hơn thế. Điều cuối cùng, muốn anh ấy chia sẻ hết mọi thông tin. Các chuyên gia cho rằng các bà vợ nên để cho các ông chồng yên một lúc, bởi vì việc tra hỏi mọi thông tin thường xuyên có thể khiến anh ấy cảm thấy mệt mỏi, tình cảm vợ chồng lạnh nhạt. Hãy để cho chồng có không gian riêng với bạn bè, sở thích, công việc, thay vì suốt ngày hỏi chồng chia sẻ lịch trình mỗi ngày của anh ấy. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.